có cả hiện tượng ăn dầu nữa cơ. Ăn dầu là nhìn như nào, biết ăn dầu này à. cái cặn bã của dầu nó sẽ bám vào buji à, thế là nó gây ra ăn dầu đúng không? Cái con buji này cũng đang phóng lửa ra ngoài cơ. À thế à, thế là phóng lửa đây đúng không? À rồi, một vết phóng lửa ra ngoài. Vâng vâng. Đấy, thế này nếu mình không kiểm tra là rất là ăn xăng đúng không? Chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ bảo dưỡng con xe của tôi. Thì con xe của tôi đã chạy được 5.000 cây số. Thì đã đến lúc phải thay dầu máy để kiểm tra buji, lọc gió, rồi tất cả các cái hệ thống để bảo dưỡng cơ bản để đảm bảo xe chạy trơn tru. Ngoài ra thì chiếc xe của tôi đợt gần đây ấy, tôi đi lại thấy có một hiện tượng là hơi tốn xăng. Ngày trước đi thì ví dụ như một tuần thì hết khoảng chưa đến 500.000, nhưng mà giờ đi cứ một tuần đã 500 rồi. Thì tôi nhờ anh Hùng. Thì anh Hùng đây là chuyên gia mà chuyên sửa các cái dòng xe ô tô con, sedan và sub. Thì anh Hùng có tư vấn cho tôi các cái phương án sửa để làm sao bảo dưỡng cũng tiết kiệm chi phí và sửa xe để cho nó đỡ tốn xăng hơn. Xe của em mà nó tốn xăng ấy thì thường thường nó do nguyên nhân là do những cái gì nhỉ? Thì mình phải kiểm tra cái lọc gió động cơ là đầu tiên này. Lọc gió động cơ. Dạ. Hai là mình kiểm tra cái hệ thống buji của nó xem nó đang mòn trấu còn cái gì chưa. À, tức là buji là phải kiểm tra xem có mòn trấu hay không đúng ạ? Đây là hệ thống buji đây anh. Vâng. Thế là lọc gió thì là sẽ trong rồi đúng không? À, đây là lọc gió đây. Như cái này là lọc gió sạch hay bẩn đấy? Tương đối cũng là bẩn rồi. À, thế là như cái này là bẩn rồi đúng không anh? Lọc gió buji, ngoài ra còn nguyên nhân gì mà nó tốn xăng nữa không anh? Không, chỉ còn xong mình sẽ có kiểm tra hệ thống phanh xem có bó phanh hay không. À, tức là phanh nó đi trên đường mà nó bó là nó cũng gây. Nó gây ra là cái hiệu quả tốn xăng. À, là phanh bó đúng không? Bảo dưỡng phanh, bảo dưỡng kim phun, cổ kim hút, phun, cổ ga. Kim phun, cổ hút là ở phần chế hỏa khí đấy đúng không? Đúng rồi. À, trong này anh. Đây, bảo dưỡng cổ ga này, vâng. Kim phun này. Vâng, đây là kim phun đúng không? Đây là cổ ga đúng không? Thì đấy là những cái mà mình sẽ có thể giúp cho xe đi tiết kiệm nhiên liệu hơn đấy. Đúng rồi. Thì đấy là những cái nguyên nhân cơ bản nhất mà gây ăn à, nó gây ra ăn xăng. Thế của em ví dụ đi 5.000 cây thì khi mà bảo dưỡng cơ bản thì thường mình sẽ bảo dưỡng những cái gì anh nhỉ? Chỉ có đến thay dầu, thay lọc và vệ sinh các loại lọc, ví dụ như lọc gió động cơ hoặc lọc gió điều hòa. Lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa và thay dầu đúng không ạ? Ví dụ như con của em thì thay hết bao nhiêu lít dầu anh nhỉ? Con này là nó rơi vào tầm 3 lít. Em hỏi một chút là ví dụ như là thường thường đi bao nhiêu vạn thì mình mới phải thay đến cái mức dây cu loa mấy cả lọc xăng anh? Từ 5 đến 8 vạn. 5 đến 8 vạn đúng không? Chứ còn 5.000 thì chủ yếu là dầu máy rồi là lọc gió. 5.000 là mình thay dầu, còn chạy đến 5 đến 8 vạn thì mình nên thay dây cu loa ngoài này. Cu loa này. Thay bi này, thay lọc gió động cơ, lọc gió buji, điều hòa này, buji này, vệ sinh tất cả cái kim phun cổ ga này. À, tức là lúc đấy là bảo dưỡng toàn bộ và chuyên sâu đấy đúng không? Long đã giới thiệu với các bạn cái quy trình để bảo dưỡng một chiếc xe. Như anh Hùng đã chia sẻ thì các bạn thợ bây giờ là hầu như có tay nghề rất là cao. Thì các bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí bằng cách là đem xe của mình đến những showroom uy tín để tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, cũng như là chúng ta có thể nhanh chóng lấy xe. Bởi vì là bây giờ vào hãng là thường thường là các bạn sẽ phải xếp hàng rất là lâu thì các bạn mới đến lượt cái xe của mình. Các bạn đi trên đường mà thấy các hiện tượng ví dụ như là ăn xăng thì các bạn có thể đi kiểm tra xe ngay. Ngoài ra thì khi mà đến 5.000 thì các bạn chú ý thay các cái loại dầu 5.000 hay là 1 vạn, tùy theo khả năng tài chính của các bạn và tùy theo cái chất lượng xe mà các bạn đang dùng. Dòng xe này thì mình không cần phải thay loại dầu quá đắt tiền mà mình chỉ cần thay loại dầu trung bình, ví dụ như là loại dầu 5.000. Động cơ này đổ dầu không W30 cũng được. À. Nhưng mà nó rất là lãng phí. À, tức là không W30 thì là sẽ được bao nhiêu tháng anh? Nó chạy 1 vạn. 1 vạn. À thế của em làm bao nhiêu W anh? À, của mình thì thông thường là mình thay là 5W hả anh? 5W30. À là 10W40. À thì là mình sẽ thường thường là cứ chạy 5.000 là mình sẽ thay một đợt đúng không anh? Cái dầu này của em là nó đã bẩn chưa anh? Bẩn rồi. Dầu 5.000 chạy như thế này là quá bẩn. Quá bẩn đúng không? À. Nhìn đâu là mình biết anh. Cái màu dầu nó thay đổi. Cái này bình thường nó vẫn còn, nếu mà dầu nó vẫn còn sạch cái xả ra nó vẫn còn hơi màu vàng. À. Cái dầu này nó thành màu đen gì. Đen gì rồi. Tức là rất bẩn rồi đúng không anh? Đây là động cơ xăng. Động cơ xăng thì chạy như thế này là dầu bẩn. À. Đấy là vị trí của lọc dầu đấy anh. Ngày thường 5.000 là mình mới thay đúng không? Không, mình chạy 2 lần thay dầu thì thay 1 lần. À vâng.
cái tác dụng của cái lọc dầu này là gì anh? Trước khi đi bôi trơn ở các cổ trục và cổ trục của động cơ và quả piston thì nó sẽ phải lọc qua cái này thì nó mới đi bôi trơn. Cái của em là đổ 3 lít à? Cái động cơ của mình nó chỉ đổ hết khoảng 3 lít thôi. Khoảng 3 lít. Mà mình bán cho, ví dụ như bán cho khách hàng một can này là can 4 lít, nhưng mình đổ vào động cơ hết bao nhiêu mình tính tiền của nó. À, tức là can thì can 4 lít nhưng mà đổ 3 lít mình tính tiền 3 lít thôi đúng không? Đúng rồi, chứ đúng không rồi. Phải là đúng mình rồi. Bắt buộc phải mua cả can đúng không anh? Đúng rồi. À, và cái dầu này là hiện tại mình đang dùng dầu là 10W40. À. Dầu cho động cơ 4 kỳ. 4 kỳ này đúng không? Vâng. Thế thì các bạn lưu ý đối với các cái loại động cơ ấy thì mình cần phải biết là động cơ của mình là cần bao nhiêu lít dầu. Đấy. Thì ví dụ như động cơ của tôi là 3 lít. Căn cứ ở đâu thì biết là 3 lít anh nhỉ? Đổ dầu bằng thăm bằng thước. Thăm bằng thước không? Đến chữ F. À, đến chữ F này là dầu hộ đầy đấy đúng không? Dầu của mình là đủ. À, full. Nếu mình thay cả lọc thì mình nên đổ thêm một chút. Khi đủ rồi đo thêm thước đủ rồi mình đổ thêm khoảng gần 50. Khoảng 3,5. À. Như vậy của em đây là đang là đổ 3,5 đúng không? Đấy là cách thay dầu, thăm dầu của dầu động cơ, còn đây là dầu số. Xe của em là 5 vạn rồi. Đấy. Thì cũng là cần phải thay dầu chứ? Phải thay dầu số rồi. À. Của nó là màu đỏ rồi. À. Bây giờ mình thăm như thế này. Cái vạch đây là vạch như nào? Đến đây. Cái mực là đến đây là khi mà nguội thì còn nóng. À, nóng thì ở trên, mà nguội thì ở dưới. À, tùy thuộc vào nóng nguội, tùy thuộc vào nhiệt độ của dầu. À. Con này nó có cả hiện tượng ăn dầu nữa cơ. Ăn dầu là nhìn như thế nào biết ăn dầu anh? Đây. À. Cái cặn bã của dầu nó sẽ bám vào buji. À, thế là nó gây ra ăn dầu đúng không? Cái con buji này cũng đang phóng lửa ra ngoài nữa cơ. À, thế à? Thế là phóng lửa đây đúng không? Ừ. À, rồi. Một vết phóng lửa ra ngoài. Vâng, vâng. Đấy, này nếu mình không kiểm tra là rất là ăn xăng đúng không? Ủa. Ánh lửa không tốt đúng không anh? Ánh lửa không tốt. Vâng. Đợt này nó sẽ có anh là chạy được 4 năm rồi thì mình nên thay cái buji này đi. À, vâng. Thế là thay cả hệ thống 4 buji luôn đúng không anh? Đúng rồi, 4 buji. Đúng theo mã của nhà máy luôn. À, đây là một cái dòng buji xịn đúng không? Trên thị trường thì cái hàng nhái của buji này nhiều. Nhiều chứ. Như nào thì mình biết hàng nhái? Nhưng nó sẽ không có chân kim. Chân kim là như nào? Đây cái chân đầu này. À, cái chân đầu té lên là không phải chân kim à? Anh đã bao giờ gặp buji mà kém chất lượng nhỉ? Có chứ. À, buji kém chất lượng xoáy vào nó đứt luôn cái cổ này luôn. Đứt, cái trường hợp xoáy máy mạnh tay là đứt luôn. À. Đứt luôn cái đoạn này này. À. Nên thay loại buji xịn. Buji xịn nó hơi đắt hơn một chút. Ừ. Hơn một chút thì nhưng mà cái năng suất khi nó hoạt động để nó đánh lửa nó rất là tốt. À, tốt hơn đúng không? Và cái thời gian sử dụng rất là bền, nó không bị hay bị hỏng. Trước khi bảo dưỡng cổ ga, nhìn cổ ga nó rất là bẩn thế này. Đây là cổ ga rất bẩn đúng không anh? Ôi, nó đọng. Sau khi bảo dưỡng thì nó sẽ sạch như này. Đấy. Trong quá trình bảo dưỡng là anh Hùng báo cáo ra và tiến hành làm sạch cổ ga. Đấy, thì các bạn lưu ý là cái phần cổ ga cũng có thể là một cái nguyên nhân gây tốn xăng của chúng ta. Sau đây là mình sẽ kiểm tra đến phần lốp và phanh. Đấy, thì lốp phanh thì mình có cần chú ý cái gì không anh nhỉ? Lốp phanh thì chúng ta kiểm tra lốp xem có bị ăn mòn nó có đều hay không, hay bị mòn vẹt hoặc là bị sờn hay không. Mòn vẹt là nó sẽ khi mà ăn má trong hoặc má ngoài thì nó sẽ ăn nhiều hơn. Chúng ta phải thường xuyên đi kiểm chân chỉnh góc cam bơ, độ trụ và cân vận động lại lốp. À. Đó. Và trước khi tôi tiến hành bảo dưỡng phanh, trong cái lúc này chúng ta cũng có thể theo dõi kể ý được xem là phần giảm sóc. À, giảm sóc đây à? Giảm sóc đây xem nó, cái thứ nhất là giảm sóc xem nó có xem giảm sóc tình tại bến xe của anh Long là đời 25 dần cũng chạy được 5 vạn rồi thì chúng ta nên kiểm tra tất cả các phần dần. À. Và cũng ngó được cái quả giảm sóc xem nó có chảy dầu hay không. À, ra dầu là chỗ này nó sẽ bám mụn dầu đúng không? Như này là giảm sóc của anh đang bình thường. À, cái thứ hai nữa là chúng ta cũng có thể kiểm tra được cái phần gầm, ví dụ như rô tin lái trong, rô tin lái ngoài, rô tin đứng bằng cách chúng ta cầm lốp và lắc đi lắc lại. À, nó như nào thì là không đạt yêu cầu anh? Khi mà mình lắc này nó có độ dơ, lúc đó mình mới kiểm tra là lúc đó là rô tin lái trong hay là rô tin lái ngoài. Lái ngoài. À. Đấy, nếu có độ dơ thì mình sẽ kiểm tra và sẽ kiểm tra
trực tiếp và thay thế luôn là Rotin, là cái phần điều khiển lái đấy. Đúng rồi. À. Trước khi bảo hành chúng ta sẽ làm như vậy. À. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắn lốp ra. Xe của anh Long là đã chạy được 5 vạn. Thì chúng ta khi mà tháo ra thì đã nhìn đến phần phanh, chúng ta đã biết má phanh vẫn còn dày rồi. À. Và nhìn đến phần gầm, hệ thống treo của nó. À. Thì chúng ta đã nhìn cái ngay đầu tiên là cái cao su càng. Cao su càng là cái này ạ? Cao su càng là cái cao su này. Và hiện tại nó đang bị nứt, vỡ rồi. À, đâu nhìn nó ở bên nứt đấy, anh đấy. À, đây. À, đây là cao su càng đúng không ạ? Đấy, cao su càng A. À. Hiện tại bây giờ chạy được 5 vạn và tuổi của xe đã hiện tại đang bị nứt càng, nứt cao su càng. Nứt cao su càng A. Cái này nó nguy hiểm không ạ? Cái này nó sẽ không tạo ra không nguy hiểm, nhưng mà khi mà mình phanh thì cái cao su này nó không giữ được cái trục ở trước, khi phanh nó hay bị cực. À, khi vào sóc thì nó kêu phục. À, tức là do cái cao su nó bị nứt rồi. Đó là cao su giảm chấn để cho cái càng nó hoạt động. À, tức là trong quá trình 5 vạn là mình cũng phải xem cao su càng này, đúng rồi, mình cũng nên kiểm tra đấy. Khi mà trước khi mình bảo dưỡng phanh mình cũng kiểm tra được giảm sóc này, giảm sóc, cao su càng, rotin. Đó. À. Như vậy đấy là những yếu tố quan trọng trước khi mình kiểm tra phanh. Trước khi mình làm bảo dưỡng phanh. À. Như vậy là của em là bây giờ là sẽ cần phải thay cao su càng. Ví dụ như giảm sóc sau, chúng ta có thể bắn lốp ra và kiểm tra xem là giảm sóc sau nó có bị chảy dầu hay không này. À. Cái cao su tăm bông của giảm sóc sau nó có bị nát hay không này. Cao su tăm bông là cái này đấy. Đây là cao su trụ bụi của này. Hay là đây là cao su tăm bông à? Đây à? Khi nào quả tăm bông này nó bị vỡ ra thì cái ống chắn bụi này nó sẽ rơi tọt rơi xuống. À, nhưng mà sau đằng sau thì mới có cái này mà đằng trước lại không có. Anh Hyundai là giảm sóc trước và giảm sóc sau. Đấy, giảm sóc sau là giảm sóc ống không sẽ nó có sẽ có đấy, không nó có một cái không lò xo đi cùng. À, sóc ống thì nó sẽ có cái cao su tăm bông. À, còn là trước là giảm sóc liền có lò xo. À, thì nó là một cái răng chắn bụi đúng không? Cái cao su chắn bụi. Bên trong nó cũng có một quả tăm bông nhưng mình không thể nhìn thấy được. À, trong này cũng có tăm bông đúng không? À, trong nào nó cũng có cái quả tăm bông được ở bên trong. À. Nhưng mà cái trụ bụi nó sẽ xe đi. Thế còn cái đằng giảm sóc sau của mình thì là tăm bông mình nhìn thấy được. À, và đây là mình kiểm tra hệ thống phanh đúng không? Của tất cả 4 bánh này. 4 bánh luôn. À, mình sẽ bảo dưỡng luôn. Bảo dưỡng hệ thống phanh luôn đúng không? Khi kiểm tra phanh ấy, thì mình cần lưu ý hai việc. Má phanh có còn dày hay không? Đúng không ạ? Vâng. Tức là độ dày của má phanh. Độ dày má phanh. Cái thứ hai là kiểm tra suốt phanh. Gọi là suốt à? Ừ, suốt phanh. À, đây là suốt phanh à? Đúng rồi. À. Ví dụ như má này là rất là vẫn còn dày. Má còn dày. Vâng, suốt phanh. Thì ví dụ như mình kéo ra kéo vào được, nó phải chạy được. À, nó chạy được ra vào như thế này. Còn nếu những cái suốt phanh mà nó không chạy ra vào được, Thì nó sẽ bị bó, nó sẽ ăn một má. À. Đấy. Khi nó ăn một má thì trong quá trình đi là mình cũng gây tốn nhiên liệu đúng không anh? Đúng rồi. Nhìn má như nào thì biết là đang còn dày anh nhỉ? Đấy. Thông thường nó có một cái báo hết phanh. Nó có báo hết phanh à? Đây, ví dụ như cái này, báo hết phanh. À, khi nó mòn hết đến lúc nào nó chạm một cái lá này. Chạm vào cái lá sắt này. Ừ. À, thì là mình sẽ hết phanh và lúc đấy phải thay lúc thay má. Lúc đấy nó sẽ kêu ken két và mình sẽ đi thay má. À. Thì má phanh là quan trọng nhất là cái sốt phanh này. Sốt phanh. Và cái thứ hai nữa là thứ ba nữa là mình phải kiểm tra được xem là quả piston. Quả piston. Quả piston thì nằm ở đâu anh ạ? Quả piston phanh nó xem nó có kẹt hay không. Thì cái cách dùng đơn giản nhất để mình kiểm tra xem piston phanh nó bị kẹt hay không thì mình cần giá vào như này. Vâng. Tức là giá nhẹ thôi. À. Đó mình lấy cái tua vít. À. Tua vít 7. 7 vào trong thì quả piston nó thụt vào. À, nó sẽ phải tự đẩy ra đúng không? Đúng rồi. À, quả piston phanh nó sẽ thụt vào rất nhẹ nhàng. À, nếu mình ép như thế mà nó quả piston phanh. Đây là quả piston phanh. Đây là quả piston mà nó không thụt được vào. À. Đấy. À, là cái quả piston phanh này và cái cúp ben phanh trong này nó đã bị nước vào hoặc là dì xét đúng không? Dì xét và bị kẹt. À, trong này khi đạp nó sẽ không ăn được. Thế đi đường thì làm nào mình phát hiện được ra không? Thứ nhất là đè ga và nó không chạy nó không được bon, hoặc là mình thả trôi xe mà nó cứ lì ra. À, đấy là nó có hiện tượng bó phanh. Bó phanh và lúc đấy mình cần xuống nhìn hoặc
nhìn cái má này là đã biết được. Lúc đó cái má này đã thâm tím rồi. À, nó thâm tím ngay cái má này đúng không? Vì nó bị bó vào nó cả nóng. Má và cả đĩa. Nó thâm tím. À, thì đấy là một cái hiện tượng mà chúng ta cần phải kiểm tra phanh. Bởi vì bó phanh thì nó cũng gây ra các bạn rất tốn nhiên liệu, thậm chí là còn hỏng cả má phanh, hỏng cả đĩa phanh. Đấy, thì đây là phần má phanh. Mình cẩn thận nhất là khi buổi sáng sớm mình nên mở cái nắp kết nước này ra. À, cho buổi sáng sớm đúng không? Ừ. Đấy. Để mình kiểm tra mức nước, nếu mức nước như thế này là ok. À, nhìn nếu mà nó không ok thì nó sẽ thấp à? Đúng rồi, mình không nhìn thấy nước đâu cả. Như thế này là mình đã nhìn nước ở trên cổ két nước rồi thì là nước là đủ. Thế là nước làm mát động cơ đấy. Và ở mức, còn cái bình nước phụ. Bình nước phụ. Chúng ta có một mức nước của nó còn có đến mức phun ở trên này, mình biết rồi. Nước phụ là ở mức phun ở đây. À, tức là có một cái vạch đúng không ạ? Một vạch nhỏ. À, rồi ạ. Nếu có sự do gì của hệ thống nước làm mát thì nó sẽ hao ở cái... Hao bình nước phụ trước. Hao bình nước phụ. À, nếu bình nước phụ hao rồi... Thì lúc đó mình phải đi kiểm tra ngay vì nó đang có sự do gì trong cái hệ thống làm mát, nước làm mát. À, như vậy trường hợp này của em là cái xe này hệ thống bình thường đúng không? Nó đang bình thường. À, cái nước làm mát này nếu không thay thì nó sẽ làm sao anh? Đổ màu xanh hoặc màu đỏ mà xong rồi nó biến chất đi và nó sẽ trở thành ra màu vàng đục. À, vàng đục thì lúc đấy là mình phải thay. Nếu đã chuyển sang màu vàng đục rồi thì là lúc đó là cái hệ thống két nước của mình đã bị kết tủa. Do điều hòa thì đây à, cái tem này là tem hàng xịn đúng không? Tem chống hàng giả. Chống hàng giả. Và mã phụ tùng. À, mã phụ tùng nè. Sau thì cái lọc gió điều hòa. Cái này hàng nhái trên thị trường chắc nhiều đúng không? Nhiều. À. Của mình thì không có khử mùi nhưng mà dòng khác nó có hoạt than hoạt tính, nó nhìn cái lọc gió nhìn nó đen xì. Đen à, nó than hoạt tính. Đây là hai cái lọc gió anh không? Đấy, như vậy là của em là xong hết rồi anh không? Vậy là toàn bộ quá trình bảo dưỡng đấy thì các bạn thấy là chúng ta sẽ phải bảo dưỡng rất là nhiều chi tiết. Thì nếu các bạn nắm được cái quy trình bảo dưỡng thay những cái phần linh kiện như thế nào cho nó hợp lý thì các bạn sẽ tiết kiệm được tiền bạc cũng như là bảo dưỡng được cho cái động cơ của mình cũng như là chiếc xế yêu của các bạn là có thể hoạt động trơn tru trong quá trình đi lại. Chúc các bạn sẽ bảo dưỡng và nâng cao tuổi thọ cho động cơ cũng như chiếc xế yêu của các bạn. Chân thành cảm ơn.